em thế ở gì lấy hình ngoài sợ cái bút nè băng hoặc gió. Ồ lại ném qua tay rồi ra cái lửa bốn mười em nhờ. Rồi 380 nè. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game OSS6.vn nha anh em ơi. Thì hôm nay lại làm T-Boss anh em ơi. Thì mình có đủ cái mốc 14 mét rồi. Thì hôm nay mình sẽ nhận để mình mở test xem được những gì nha. Thì hôm nay mình sẽ mở mấy loại bot này thôi. Cái bot mà bên mốc tiêu phí ngày á, bot con đun đó, thì để tối mình sẽ mở để tặng anh em trong vui. Đây thì gồm có cái mốc này thì gồm có 7 cục B nha, 7 hộp tinh dương, 6 hộp đỏ, 5 hộp xanh lá với lại 4 hộp vũ khí dòng nha, 3 hộp 380, 2 hộp zin pen. Rồi nhận luôn, hy vọng là đồ ngon, hy vọng là có đồ ngon. Ôi, em chưa nhận cái vẫn cái tiêu phí ngày mà ta, sao nó ra à, tiêu phí ngày luôn rồi. Để tối mình sẽ là stream mình sẽ tặng em bot đó. Rồi hết rồi. Còn cái mốc tiêu phí ngày này mình chưa nhận này. Đây bây giờ mình sẽ nhận. À mình chưa có đổi quy quay, nó đổi quy quay xong mình sẽ nhận. Đây ở bên cái mốc này thì đổi là sẽ được nhận được cái mốc này khá là nhiều. Rồi bây giờ lấy đi cắt cái này cái đó, cắt mấy cái này luôn nha. Lại có bạn lệ quyên bạn cho mấy cái bot này thì để tối mình nhận ném luôn cho anh em luôn. Rồi bây giờ đi mở cái bot của mình nha. Bot VIP ở mấy cái này trước, lấy ngọc này B. Ui B S nào, S S thôi xin ra mấy cùi không vậy. Rồi đánh bot này nha, xanh dương nha, Apple nó này đang thiết phín 45 on để đó ao thịt mà 445 được để đó. Thủ thuật sĩ 410 bot này thì mình nhớ mở để mình lấy phôi, để cộng hưởng anh em ơi. Ác Long 410 Thanh ui 44 ngon này. Chăng nó hộ lòng tôi. Đóng PM cái gì vậy? Rồi tiếp nhân sư 5% điều hỏa long, cái này giờ để Kayana cái gì đó, Ayana hả?
ở để trung gian luôn. Mua 2 mét và bằng 500. Chốt chưa? Rồi để mình cắt đã. Ông đang bán gờ quay với lại quay với lại giao dịch. Ai bót đỏ. Ôi bót đỏ này thực chất là toàn đồ cùi không. Cha mấy kiếm gì đâu không. Hăm hố. Rồi 10% này. 9 này. Kiếm băng này. Bằng 7. Rồi cái bot này còn được đồ ngon xíu này. A Vương. Lăn 3 đi. Thánh nữ 5% 24 góp này. Quyền lực 4%. Cộng lấy mấy cái dòng nha anh em ơi. Có dòng ngon là cộng hưởng được. Vậy mảng xà. Mảng xà tôi cùi cũng được nha anh em ơi. Ui 12 luôn, 12 7 luôn kìa. Không phải cùi nữa mà là 12 7 rồi. Đây. Ba dòng ngon rồi. Tại vì cái gậy mảng xà này là nó kích cái bộ bộ trao của con sâu. Đó. Cho nên nó là cực kỳ cần đấy. Đây mình có một cái này cũng 12 luôn nha. Nhiều người sẽ đi săn đón cái đó. Nhiều người muốn muốn xài bộ trao đó là sẽ mua cái cây đó để kích bộ trao mà trong khi là ấy áo hả? Ui. Khi mà cái dòng ngon đó thì thôi rồi. Rồi. Tiếp. Có để không đây? Ôi bán gì được hết ạ. Rồi hết chỗ đó. Cà này móc tiếp. Ra ngoài đây luôn, mở luôn nha. Hy vọng đây mấy cái bốn ngon này, bốn ngon này đáng tiền bát gạo không. Đáng thiếu hai cái dinh này. Băng hoặc gió. Ôi lại cái gì truyền kỹ năng. Ba dòng mà ba dòng cùi, hai dòng cùi còn được một dòng cấp độ 20. Đen thế. Ở gì lấy hết ngoài sở cái bút này. Băng hoặc gió. Ôi lại ném quá tay rồi. Ra cái lửa 410 đen nhà. Rồi 380 nè, 380 ra đồ của con nào ngon nhất nè. EK Thái Dương DL cũng được nha. Rồi 44 có dòng 4 giá thư cũng tạm được. Ra vũ khí thì ra trượng là vũ khí là ngon nhất. Cao quyền năng. Ôi thần ma. Đen dữ vậy.
quyền năng không lúc 44. Vui rồi, vui rồi. Cái dòng này là nó không có cái dòng mà 5 với 4 dẫn sát thương là nó hơi bị cùi. Đập đập lên thì hơi bị coi. Rồi. Tiếp. Vũ khí dòng này. Ôi 10 20, được, lúc 10 20 ốp 24. Được, đỡ phải đập rồi đó. Chứ dòng 2 với dòng 7 nữa thôi. Kiếm dòng không lúc 12 đi. Ô thôi 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 thôi. Cái nữa nào, cái nữa đang tiền bắt gạo không nào. Vút thiên tử hoạt nước. Ui 12 ơi. Được 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 được. À một cái này nữa nào, cái nào nữa nào. Ồ lại ném qua tay ra đồ ngon. Thêm cái vút nữa. Ồ cái vút cùi. Cái vút cùi, một cái vút cùi. Mà không sao. Sao đây này. Có như cái vút 10 20 này á, đập cái này vào này. Đó, là thành cái vút có lúc này. 20 cái này là bắt pin rồi. Nên đeo hai cái không? Để đó đi. À, để cắt con mình này nha. Bên trung gian cho hai bạn kia phát. Mình cũng trung gian đâu sợ anh em nó. Đã nói trước, mình nói trước là mình không nhận trung gian. Để cho anh em không có giả mạo đây đi lừa đảo ấy. Có nhiều người giả mạo lắm. Không nhận. Không giả mạo được. Để anh em nó biết là mình không có nhận trung gian rồi mà. À, đủ công an. Rồi. Bây giờ để mình lên mình đi theo trung gian cho hai bạn kia phát nha. Rồi nói chung là được cái vút cũng được. Được. Hai cái vút. Mà một cái vút ngon một vút cùi. Rồi video này mình lại xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Gặp lại anh em tối nay nha. Tối nay mình sẽ quăng bot cho anh em vui. Rồi bye bye mọi người nha. Chúc anh em buổi chiều vui vẻ nha. Bye bye.